Chào các bạn, hello các bạn, xin chào tất cả các bạn đã đến TEDxHANU ngày hôm nay. Anh tên là Lucas Luan Nguyễn, thì có lẽ là các bạn đã nghe giới thiệu anh với rất là nhiều cái công việc hay là nhiều cái title khác nhau, nhưng mà anh chỉ muốn nói trong ngày hôm nay thì anh là một người rất là yêu ngôn ngữ, và ngày hôm nay anh sẽ nói các bạn biết một cái đề tài về lồng tiếng phim khi mà giới hạn của tiếng Việt bị thách thức. Các bạn biết đó là trong bộ phim Frozen phần 2 ra năm 2019 đó, thì có một cái phân cảnh đó là chú người tuyết Olaf đã có một cái màn gây cười, có một cái pha gây cười đó như sau. Là khi mà Olaf đang bị lạc trong rừng và gọi tên những cái nhân vật, những cái người bạn xung quanh mình, thì Olaf gọi là Elsa, Anna, Samantha. Thì lúc đó khán giả đã cười phá lên rất là nhiều, bởi vì ngay cả Olaf cũng tự cười mình luôn. Olaf bảo là I don't even know a Samantha, tức là tôi cũng không biết Samantha là ai nữa. Tức là đây là một cái joke, đây là một cái miếng hài nó rất là vui của bên Mỹ ha mọi người. Nó vui ở cái chỗ là Samantha là một cái nhân vật vô tưởng vô phạt, không ai biết Samantha là ai hết. Olaf cũng không biết Samantha là ai, mà Olaf lại gọi tên một cái nhân vật nó imaginary, nó tưởng tượng như vậy, thì nó là một cái miếng hài gây cười. Nhưng mà khi mà cái bộ phim Frozen phần 2 về tới Việt Nam mình á, thì cái phần lồng tiếng của phim á là đã sửa lại cái Samantha này. Olaf không gọi tên Samantha nữa, mà Olaf gọi tên Nguyễn Văn Tèo. Thì tức là sẽ là Elsa, Anna, Nguyễn Văn Tèo. Xong rồi, tôi có biết Nguyễn Văn Tèo là ai đâu trời. Thì các bạn thấy á, là cái cấu trúc mà Nguyễn Văn A hay là Tèo là những cái tên nó rất là generic, nó rất là chung chung của văn hóa Việt Nam mình. Và lý do tại sao á, mà diễn viên Thái Hòa lúc đó lại chọn một cái tên Nguyễn Văn Tèo như vậy để nói, thì thật ra các bạn, đây là một cái ý đồ rất là hay của diễn viên và đạo diễn lúc đó. Nguyễn Văn Tèo là một cái easter egg, hay còn gọi là một cái trứng phục sinh trong phim, gọi là nó đang gợi nhắc cho người ta nhớ về một cái vai diễn để đời của diễn viên Thái Hòa hồi trước đây. Đó là vai diễn Tèo Em, Nguyễn Văn Tèo, ở trong cái bộ phim cùng tên là Tèo Em. Các bạn thấy là nếu mà Samantha được giữ nguyên thì nó chỉ đơn thuần là một cái tên thôi các bạn. Nhưng mà nếu khi mà các bạn dịch nó ra là Nguyễn Văn Tèo, thì tự nhiên nó là một cái cultural reference, một cái liên hệ về văn hóa, một cái yếu tố rất là quan trọng của công việc chuyển ngữ cho nghe nhìn, gọi là audio visual translation, để phục vụ cho công việc lồng tiếng phim. Các bạn thấy là dù là lồng tiếng phim nó trải dài giống như là từ phim truyền hình hay là phim quảng cáo, phim ngắn, nhưng mà ở trong cái bài diễn thuyết này thì Lucas chỉ xin nói về phim chiếu rạp mà thôi. Bởi vì với Lucas á, thì phim chiếu rạp là cái dạng thức mà nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và đầu tư nhất, và nó có rất là nhiều thách thức cho cái giới hạn của tiếng Việt của chúng ta cũng như là cho cái công việc lồng tiếng. Khi mà chúng ta nói về cái công việc lồng tiếng hay còn gọi là dubbing localization, thì từ lâu nó đã là một cái công việc nó không có phổ biến và nó khá là niche, nó khá là ngách ở Việt Nam mình. Nhưng mà theo thời gian đó các bạn, thì cái ngành nghề này càng ngày nó càng đạt tới những cái cột mốc tới, ngành những cái cột mốc mới, và nó đặc biệt á, là nó có những cái đột phá ở cái mảng gọi là phim chiếu rạp. Nếu những ngày đầu á, các bạn, thì lồng tiếng á, chỉ đơn thuần là nó phục vụ cho một cái nhóm đối tượng khán giả nhất định, là những cái người khán giả họ không đọc phụ đề được mà họ chỉ có thể nghe được thôi. Thì bây giờ cái việc lồng tiếng phim chiếu rạp là cái mục tiêu lớn nhất của nó là làm sao để mang lại cái trải nghiệm cho người Việt mình khi mà họ xem phim lồng tiếng, họ cảm thấy như là họ đang xem một bộ phim gốc, và tạo ra một cái ảo giác là các nhân vật ở trong phim đang nói tiếng Việt luôn các bạn. Nó tạo một cái ảo giác hoàn hảo tuyệt đối. Ồ, sao mà phim này là phim của Disney mà các nhân vật nói như là đang nói tiếng Việt luôn vậy? Sao mà nó hay dữ vậy? Thì các bạn biết đó, là để mà chúng ta giật dây được cái ảo giác này á, thì cái kỹ năng làm nghề của những người trong việc trong cái nghề lồng tiếng á, phải không ngừng improve, không ngừng nâng cao, và đi cùng đó là cái sự dấn thân không ngừng để mà làm sao mà thách thức những cái giới hạn của tiếng Việt của chúng ta. Thì sau đây Lucas xin giới thiệu ba cái tiêu chí quan trọng mà gần như đã định hình lên cái ngành lồng tiếng. Nó đã gần như là khiến khả năng ngôn ngữ của rất nhiều người trong ngành lồng tiếng phải điêu đứng rất là nhiều. Và sau đây chính là những cái tiêu chí đó. Đầu tiên là lip synchrony, thứ hai là transcreation, là thứ ba là nuances. Lucas sẽ giới thiệu từng cái cho các bạn biết. Đầu tiên chúng ta nói về lip synchrony ha các bạn. Rồi, khẩu hình đó các bạn, tức là khi mà chúng ta nói về khẩu hình trong lồng tiếng, thì đây là cái thử thách đầu tiên và lúc nào cũng phải trải qua hết. Và mọi người biết khi mà giống như bây giờ chúng ta đang nói, tất cả chúng ta mỗi người khi mà nói thì chúng ta đều để làm cái chuyển động môi, Lucas gọi là cái lip movement, cái chuyển động của cái môi ha. Khi mà chúng ta lồng tiếng là cái phim gốc nó bị tắt cái tiếng đi, và nó chỉ còn thấy được cái chuyển động môi của nhân vật thôi. Thì bây giờ làm sao mà cái người lồng tiếng á, họ phải
đưa một cái câu thoại tiếng Việt vào, họ lồng mà cái câu thoại đó nó khớp với lại cái lip movement của nhân vật đó, nó khớp đến mức mà mình tưởng là nhân vật đang nói tiếng Việt. Thì khi mà nó khớp như vậy đó thì người ta gọi là nó khớp khẩu, gọi là nó lip synchrony. Trạng thái này á, nó sẽ đạt được nếu chúng ta thỏa mãn ba yếu tố là về nhịp, về tốc độ và về âm. Tưởng tượng là khi hát nhép á, ca sĩ đã phải rất là khó khăn làm sao để mà mình nhép được đúng với cái bài nhạc, thì cái này á, là tưởng tượng là giống như là nhép mà còn nhép bằng cái ngôn ngữ khác, mà nó còn phải khép, nó còn phải khớp được cái miệng nữa các bạn, thì rất là khó ha. Lucas xin lấy ví dụ là câu What a wonderful day. Mọi người tưởng tượng nha, ví dụ Lucas là một nhân vật ở trong phim và Lucas nói là What a wonderful day. Thì khi mà chúng ta dịch cái câu này ra để cho lồng tiếng mà chúng ta muốn cho nó khớp á, thì chúng ta phải coi những cái âm của nó. Lucas xin lấy ví dụ một cái câu tiếng Việt, chúng ta dịch là thật là một ngày tuyệt vời. Chúng ta xét về nhịp What a wonderful day, mình thấy cái nhịp là ta da ta da da ta, thì mình phải theo đúng cái nhịp đó, mình phải là thật là một ngày tuyệt vời đó, nó phải theo đúng cái nhịp đó. Tốc độ là gì? Tốc độ là thật là một ngày tuyệt vời, rất là chậm, mình không thể đọc là thật là một ngày tuyệt vời, nó quá nhanh, mình phải làm sao để mình chậm theo nó. Và cuối cùng là cái âm, mọi người thấy là nó có cái từ là wonderful day, mình có cái âm là tuyệt vời và ô day, mình thấy nó hai cái âm nó giống nhau đúng không, tức là có âm ư và có âm a. Lucas có để cái transcribe ra IPA cho các bạn thấy. Chúng ta thấy là cái câu gốc nó có là tuyệt và dời, thì ở đây chúng ta có ư và a là nó khớp được cái miệng rồi. Thì chúng ta thấy là lip synchrony nó như là một cái kim chỉ nam cho cái nghề lồng tiếng, và nó cần cái sự phối hợp rất là chặt chẽ, và cái khả năng ngôn ngữ của người dịch nè, khả năng điều khiển dự án và cái khả năng tập trung cao độ của người đạo diễn, và nó còn cần cái khả năng ứng biến của cái người diễn viên nữa. Thì từ xưa đến giờ các bạn, là cái lip synchrony nó giống như là một cái mà người ta worship ở trong lồng tiếng, người ta tôn thờ nó, người ta bảo là bây giờ là làm sao, làm mọi cách phải làm sao cho nó khớp khẩu được thì mới gọi là tuyệt vời. Nhưng mà càng về sau á, thì người ta coi cái lip synchrony là cái yếu tố default, tức là cái yếu tố phải có, chứ không thể nào là mình lúc nào cũng đổi nó được nữa. Mình bắt đầu phải ưu tiên những cái khác, và lip synchrony từ từ lùi bước về sau. Rồi, thì khi mà phát triển hơn thì yếu tố ngữ nghĩa bắt đầu được đề cao hơn để tôn trọng những cái giá trị thuần khiết của văn hóa và của ngôn ngữ. Lúc đó thì Lucas xin nói về cái khái niệm tiếp theo, đó là transcreation. Chúng ta có translation, ở đây có transcreation. Nếu mà hồi nãy cái bài TED Talk ở trước mà các bạn đang được nghe về AI, về chuyện là AI có thể thế những cái người làm nghề translation trong tương lai, thì Lucas có thể khẳng định là sẽ còn rất lâu nữa AI mới có thể dịch để cho lồng tiếng nữa các bạn. Bởi vì dịch lồng tiếng là một công việc cực kỳ đòi hỏi cao, và nó khó gấp 10 lần, 20 lần công việc dịch phụ đề. Vì sao? Chúng ta nói về một cái câu của một học giả tên là Whitman Linson năm 1992. Ông ta đã có nhận định là công việc lồng tiếng nên thống nhất một quy tắc rằng một câu thoại tuy không khớp khẩu hoàn toàn nhưng lại hay, trôi chảy rõ ràng về ngữ nghĩa thì đáng giá hơn 3 câu thoại khớp khẩu nhưng được viết cẩu thả và thiếu tự nhiên. Ok. Khi nói về ngữ nghĩa, sorry các bạn, Lucas bị bấm nhầm cái slide. Rồi, khi nói về ngữ nghĩa đó thì chúng ta không đơn thuần chỉ nói về chuyện dịch phim, mà đó là công việc thổi hồn Việt vào trong từng câu thoại của nhân vật, để mà các bạn nghe cái câu thoại đã dịch ra tiếng Việt, các bạn thấy nó không có bị đi xa cái nghĩa gốc quá, mà nó cũng không có bị gọi là gượng gạo, và nó rất là tự nhiên, như là cái cách mà người Việt mình đang giao tiếp với nhau ha. Vì bản chất ngữ nghĩa nó rất là nặng cái tính văn hóa, nên là việc đảm bảo ngữ nghĩa cho khán giả Việt Nam đôi khi nó sẽ đòi hỏi người dịch phải có cái khả năng ứng biến và phải am hiểu văn hóa một xíu. Một cái miếng hài á mọi người, một cái miếng hài mà người Mỹ họ xem họ cười thì chưa chắc người Việt mình xem đã cười. Vậy bây giờ cái nhiệm vụ của cái người làm transcreation là phải làm sao cho cái miếng hài đó mình dịch qua tiếng Việt mà người Việt mình vẫn hiểu được cái miếng hài và vẫn cười, thì đó mới là cái đích đến. Giống như bạn thấy là cái ví dụ về Nguyễn Văn Tèo ở trên, đó là cái sự thông minh của đạo diễn lồng tiếng Nguyễn Đạt Phi và diễn viên Thái Hòa trong cái việc là đã tìm ra được một cái tên rất là thú vị để cho khán giả Việt Nam mình khi mà nghe Nguyễn Văn Tèo thì biết đây là một cái callback, đây là một cái gợi nhắc về cái vai diễn Tèo em của anh Thái Hòa. Rồi, thì bây giờ Lucas xin được lấy một cái ví dụ nữa, là chúng ta có một cái ví dụ trong bộ phim SpongeBob, Sponge on the Run, Bọt Biển Đào Tẩu ha mọi người. Thì mọi người biết là trong cái phim này Lucas là người dịch lồng tiếng cho phim này. Lucas phải dịch làm sao để mà những cái câu thoại Lucas dịch ra nó vừa vô miệng của nhân vật, nó vừa khớp khẩu mà nó còn có một cái độ sát nhất định về cái ngữ nghĩa của nó. Thì
Trong cái phim này thì cái nhân vật sao biển Patrick là một cái nhân vật mà chuyên gia chơi chữ bằng cái cách là đánh tráo khái niệm. Ví dụ như đoạn sau đây, SpongeBob nói với lại Patrick là "Oh, I love your sense of irony, Patrick." Tức là tôi thích cái tính cà khịa của cậu ghê đó Patrick. Thì Patrick nói là "Thanks, I love my sense of irony too." Thì các bạn thấy đây là một cái cách chơi chữ rất là vui, bởi vì chúng ta có cái từ irony và ironing, nó là hai cái từ hơi hơi đồng âm nhưng khác nghĩa. Irony có nghĩa là cà khịa nè, có nghĩa là mỉa mai, còn ironing thì có nghĩa là ủi đồ. Thì mình thấy là Patrick nó nói xong nó lấy cái bàn gỗ ra nó ủi, thì tức là đây là một cái đánh tráo khái niệm ha. SpongeBob bảo là nó thích cái sense of irony mà Patrick lại nghe thành là sense of ironing và lấy đồ ra ủi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta dịch sát là mỉa mai và ủi đồ thì khán giả Việt Nam mình sẽ không thể nào hiểu được cái joke này, cái miếng hài này. Nên Lucas đã phải làm sao mọi người? Lucas đã phải dịch nó ra như vậy nè. SpongeBob nói cậu làm ủi cái nết của cậu lại đi Patrick. Thì Patrick sẽ nói là khỏi lo, tớ lấy đồ ra ủi mỗi ngày. Thì khi mà Lucas dịch để cho có một cái điểm chung là cái từ ủi của hai bên á, thì bỗng nhiên á, là khán giả Việt Nam mình sẽ hiểu được là con SpongeBob nó đang khịa con Patrick là cậu lấy cái bàn ủi ra ủi cái nết của cậu lại đi, ủi cái nết của cậu lại. Mình có cái từ là cái nết, thế là cái tính cách thì ủi cái nết lại cho thẳng đi. Còn Patrick thì bảo là tôi lấy đồ ra tao ủi mỗi ngày. Thì đó cũng là một dạng đánh tráo khái niệm của Việt Nam mình. Thì phải làm như vậy thì cái miếng hài nó mới giữ được tinh thần của nó, và người Việt mình mới hiểu được là nó đang giỡn cái gì để mà người Việt mình có thể cười theo ha. Đó, thì sau khi mà chúng ta nói về ngữ nghĩa các bạn, thì Lucas muốn nói về cái khái niệm cuối cùng là nuances, đó là sắc thái. Đây là cái mà không có con AI nào có thể dịch được. Chúng ta có thể dịch được word by word, nhưng mà những cái mà về cảm xúc, về sắc thái thì rất là khó để mà trí thông minh nhân tạo có thể làm cho chúng ta. Bạn thấy là cái công việc lồng tiếng nó không chỉ là cho nhân vật một cái giọng nói mới, mà mình còn phải sống trong cái khoảnh khắc đó với nhân vật để giọng nói của mình nó trở thành một phần của nhân vật. Và khi mà mình sống trong cái thế giới đó rồi thì mình sẽ phải chịu tác động của tất cả những cái yếu tố ngoại cảnh trong thế giới đó. Lucas, lấy ví dụ các bạn tưởng tượng nha, là mình ngồi sát nhau như vậy nè mọi người, thì mình sẽ nói chuyện bằng cái volume rất là bình thường đúng không? Mình sẽ không thể nào mà mình ngồi sát nhau mà mình nói bằng cái volume rất là lớn, giống như mình hét vô mặt nhau như vậy. Mình nói lớn như vậy tức là mình đang hét vô mặt nhau. Nên do đó khi ở trong phim hai nhân vật đang ngồi gần nhau thì mình sẽ phải có một cái volume nó vừa phải, nó nói chuyện rất là đời. Nhưng mà nếu lấy ví dụ là một ông bố đang đứng ở cái quầy bếp và đứa con thì đang ngồi trên bàn ăn, thì khi mà ông ấy hỏi đứa con mình thì ông ấy phải nói bằng một cái giọng nó với ra, giống như là hôm nay con đi học sao rồi, thì đứa nhỏ nó bảo là dạ cũng chán lắm ba ơi. Nhưng mà nếu hai bố con ngồi gần nhau, giống như là đứa con ngồi sau lưng ông bố, thì ông bố sẽ phải hỏi là hôm nay con đi học sao rồi? Dạ cũng chán lắm ba ơi. Đó thì đúng không? Chúng ta thấy là nó có cái khoảng cách, cái môi trường nó sẽ tác động đến chất lượng âm thanh. Hay là bây giờ nếu các bạn nhảy lên, các bạn quay lại, các bạn quay người lại một cái, thì cái chất lượng âm thanh nó cũng sẽ khác. Và do đó là khi mà trong phim á, là chúng ta phải luôn để ý những cái chuyển động nhỏ nè, từng cái nhúng mình nè, từng cái quay người, nó đều có những cái sự tinh tế của nó và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh. Lucas lại lấy một ví dụ nữa trong phim Encanto, phim của Disney sắp sửa ra mắt. Thì Lucas có một cái vinh dự là Lucas là người viết lời Việt cho bộ phim này của Disney, viết lời bài hát ra tiếng Việt. Lát nữa Lucas sẽ nói về cái đó sau ha. Thì ở trong phim này có một khúc bé Mirabel, là nhân vật Mirabel có một cái câu hát là "Can't keep down the unspoken invisible pain." Thì Mirabel khi mà hát cái bài này là Mirabel hát bằng một cái tâm thế rất là dằn xé. Và khi mà Mirabel hát cái chữ pain á, thì Mirabel nhúng người lên một cái nè. Mọi người nhìn Lucas từng diễn tả cảnh đó nè. Thì Mirabel hát là "Can't keep down the unspoken invisible pain." Thì Mirabel nhúng người lên một cái. Thì khi mà các bạn lồng tiếng mà bạn ấy hát á, bạn ấy hát mà bạn ấy không nhúng người lên thì ấy sẽ không ra được cái sắc thái đó mà bạn ấy khi mà trong bạn lồng tiếng là diễn viên Thảo Huỳnh, khi mà vào trong phòng thu bạn ấy sẽ phải làm sao đó để bạn ấy nhúng người lên để bạn ấy có được cái sắc thái đó, thì bạn ấy sẽ hát là "Chẳng thể giấu những khát khao một đời tôi cố gắng", đúng không? "Invisible pain, một đời tôi cố gắng". Thì khi mà các bạn nảy cái người lên thì cái chữ gắng các bạn nó sẽ hát khác, là các bạn nói "một đời tôi cố gắng" rất là nhẹ nhàng, không có cái điểm mạnh nữa đó, không có cái điểm stress ở đó. Ok, rồi bây giờ chúng ta nói về chuyện mà viết lời
tiếng Việt cho những bài hát tiếng Anh nè mọi người. Thì Lucas nói thật luôn, đây là cái thử thách khó nhất. Nãy giờ các bạn nhìn thấy là những cái kia nó khó cỡ nào, thì khi mà nói tới cái việc mà viết lời bài hát tiếng Việt cho phim lồng tiếng, là thật sự là nó là một cái công việc mà nó thách thức mình, gọi là cả về thể chất lẫn tinh thần. Thì là một cái người mà Lucas đã có một cái kinh nghiệm là làm viết lời bài hát cho bộ phim Vua Sư Tử của Disney năm 2019 và phim Encanto sắp ra. Thì Lucas là gần như là trải qua rất là nhiều ngày mà sống chung với lại quyển từ điển tiếng Việt. Không những là cái bài hát được chuyển sang lời Việt nó phải có giống cái ý nghĩa, có phải có ý nghĩa giống cái lời gốc, mà nó còn phải khớp miệng của nhân vật nè. Bài hát gốc nó gieo vần ra sao mình cũng phải gieo vần như vậy nè. Và khó nhất là phải tuân thủ đúng những cái nốt đã cho sẵn, chúng ta không bao giờ được bẻ cái nốt hay là tác động đến cái nốt, cái giai điệu của cái bài hát chính đâu các bạn. Mà các bạn biết đó là tiếng Việt của mình là cực kỳ trần ai nha. Tiếng Việt của mình là phong ba bão táp, không bao giờ bằng tiếng Việt của mình. Lucas lấy ví dụ như là từ I trong tiếng Anh. I nghĩa là gì các bạn? I có nghĩa là tôi đúng không? Nhưng mà tiếng Anh mình á, tiếng Anh của người ta hát chữ I hát kiểu gì thì nó cũng có một nghĩa. Có thể hát là I thì nó vẫn có nghĩa là tôi. Nhưng mà tiếng Việt mình hát chữ tôi mà hát là tôi là ba nghĩa. Tôi là bad, tôi. Tôi là tôi. Tôi là night, ban đêm. Thấy chưa? Nên là mình thấy là tiếng Việt mình rất khó. Và có những cái bài hát á, người ta đổi cái giai điệu như vậy nhưng mà người ta không đổi cái lời, mà mình sẽ rất là khó khăn. Bởi vì nếu mà mình chỉ cần hát kiểu đó là mình sẽ bị là cưỡng âm và nghe nó xấu liền. Nên do đó mình sẽ phải có những cái lúc rất là khó để mình làm sao để mình làm được cái điều đó. Và Lucas lấy ví dụ một cái bài hát mà Lucas viết lời cho phim Vua Sư Tử là bài hát Be Prepared của nhân vật phản diện Scars. Bài hát này có cái lời gốc là Yes, our teeth and ambitions are bared. Be prepared. Thì câu này có nghĩa là răng vuốt của chúng ta đã được đưa ra đây và hãy chuẩn bị đi. Thì cái bài hát này có nghĩa là Scars và đám linh cẩu đang chuẩn bị đảo chính, trút ngôi của Mufasa để giành cái ngôi về mình, đúng không? Thì đây là cái bài hát mà nó mang cái tính rất là đe dọa. Và làm sao để mà chúng ta có thể mà có một cái bài hát, câu hát tiếng Việt nó nghe nó mượt, nó smooth, nó không có bị cưỡng âm mà nó còn phải gieo được cái vần, mọi người thấy đây có cái phần bear và phần pair ở dưới đúng không? Bear và prepare. Thì khi mà với Lucas thì đã trải qua rất một cái khoảng thời gian để suy nghĩ và cuối cùng là ra được hai cái câu là dùng nanh vuốt cướp lấy thứ ta hằng mơ chờ thời cơ. Hát lại nha. Dùng nanh vuốt cướp lấy thứ ta hằng mơ chờ thời cơ. Thì mình thấy là nó có cái ý là cái thuốc đúng không? Đó là dùng nanh vuốt cướp lấy thứ ta hằng mơ chờ thời cơ. Thì cái chữ be prepared này khi mà dịch ra là chờ thời cơ thì bỗng nhiên mình nói trời, tiếng Việt mình nó đẹp quá, nó hay quá, nó có cái từ chờ thời cơ nó vô cái nhân vật này hay ơi là hay. Và cuối cùng là cái bài hát này á, là Be Prepared, khi mà về bản Việt Nam mình nó tên là Chờ Thời Cơ. Các bạn có thể nghe bài hát này ở trên Spotify, Apple Music đều được. Rồi, và cuối cùng á mọi người, thì để mà kết luận lại thì Lucas tin là tới đây các bạn đã hiểu thế nào là cái thử thách về giới hạn của tiếng Việt trong cái công việc lồng tiếng ha. Nó thách thức về vốn từ, thách thức về ngữ nghĩa, thách thức về cái cách mà chúng ta viết câu, mix and match ngôn từ. Nó thách thức về cả văn hóa nữa. Mà khi mà nói về văn hóa thì tới Lucas là chúng ta đang gánh một cái trọng trách rất là lớn, một cái trách nhiệm rất là quan trọng. Thì lồng tiếng phim chiếu rạp ở Việt Nam mình có những cái sứ mệnh sau nè. Đầu tiên á, là nó phải đem lại những cái trải nghiệm thuần Việt nhất và những cái trải nghiệm mà nó chất lượng nhất, nó ngang với lại phim gốc cho khán giả Việt Nam mình. Mục tiêu là đến một ngày không xa mình sẽ normalize, mình sẽ bình thường hóa được phim lồng tiếng để người ta không thấy đây là một cái dạng thức phim nó xa lạ nữa, cả nước mình. Thứ hai là phải giúp cho những đối tượng không thể đọc được phụ đề hay là chưa đủ khả năng ngôn ngữ được tiếp cận với bộ phim mà họ yêu thích. Thứ ba là phải dạy tiếng Việt và văn hóa giao tiếp cho khán giả trẻ. Các bạn biết không, là Lucas nhớ là ngày mà mình còn bé thì là mình không có đọc phụ đề được. Mình phải xem phim có thuyết minh và phim lồng tiếng trên HTV hay là VTV. Rồi tầm những cái năm 2000-2001 thì mình cũng còn đọc chữ chưa sỏi. Mình đi xem phim ở rạp á, thì bố mẹ lúc đó là phải đọc cái phụ đề ra cho mình nghe. Bố mẹ lúc đó là gần như phải đọc phụ đề. Mình không đọc được. Và khi bắt đầu mà bước vào thời kỳ hội nhập á, thì tiếng Anh trở thành một cái trend lúc đó, một cái xu hướng. Người ta bắt đầu xem phim có phụ đề, xem phim tiếng Anh và học tiếng Anh bắt chước. Đó là một cái ngầu của mọi người. Rồi dần dà thì không biết từ lúc nào là mình giả từ phim lồng tiếng với lại phim thuyết minh. Nhưng mà những năm gần đây á, khi mà Lucas dẫn mẹ Lucas ra rạp để coi phim, thì Lucas phát hiện một điều á, là mẹ không có xem được những cái phim bom tấn của Hollywood, những cái phim rất là hay mà mẹ không có xem được, bởi vì mẹ nói là phụ đề chạy nhanh quá, mẹ đọc theo không kịp. Thì lúc đó mình mới hiểu là
phụ huynh của mình, bố mẹ của mình, mẹ của Lucas đã tới cái tuổi mà không còn nhạy về đọc chữ trên màn ảnh nữa. Chữ thì nó hơi xa, hơi nhỏ và nó chạy rất là nhanh. Và lúc đó Lucas là người phải đọc phụ đề cho mẹ nghe, người kế bên. Lucas nghĩ là hồi đó đó thì đúng là bố mẹ đọc phụ đề cho mình nghe, nhưng mà bây giờ cái thời này công nghệ phát triển, mình đọc lại thì mình cũng không có gì để nói, nhưng mà tại sao không có một cái trải nghiệm nào xem phim để cho bố mẹ có thể xem mà không có cần nghĩ đến cái chuyện phụ đề, cả nhà có thể enjoy được, hay là đi xem những cái bộ phim hoạt hình hay phim gia đình mà chỉ có bản phụ đề. Thì Lucas cũng thấy là các bé nó quay sang hỏi bố mẹ tụi nó rất là nhiều, là phim này là cái gì, nó đang nói về cái gì, nhờ giải thích này kia, nó không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim mà còn ảnh hưởng đến khán giả xung quanh. Thì lúc đó là Lucas trăn trở là liệu người Việt chúng ta có xứng đáng được xem những cái bộ phim từ khắp nơi trên thế giới bằng chính tiếng mẹ đẻ của chúng ta hay không. Thì khi mà bắt đầu trăn trở về những điều đó thì cũng là lúc mà Lucas bén duyên với ngành lồng tiếng, và trải qua 2 năm hơn làm trong công việc lồng tiếng với những dự án lớn nhỏ khác nhau và được trải nghiệm những cái chuẩn mực quốc tế luôn, thì Lucas khẳng định là có, chúng ta rất xứng đáng được xem những bộ phim bom tấn bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài diễn thuyết này của Lucas rất là nhiều.